thầy xin chào tất cả các bạn nha à, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục ha destination c 1 c 2 các bạn à, chúng ta đã hoàn thành unit 13 từ 1 tới 13 các bạn và cứ uh, 4 unit thì các bạn có một cái revision rồi thầy chào bạn thiên kim nha rồi thầy chào thiên kim thầy chào tất cả các bạn rồi thầy chào tất cả các bạn nha ở à, đừng có rung nha bạn các bạn đừng có rung thầy chào trần linh nha các bạn đừng có rung khi mà chuẩn bị thi học sinh giỏi các bạn Cố gắng quyết tâm mạnh mẽ vào Cố gắng hết sức mình Rồi à, Để có kết quả tốt nha Phải quyết tâm vào Thì đây chính là review Cái bài unit 9 và cái bài unit 12 Các bạn nha Thì chúng ta đã học rồi Những cái chúng ta học à, à, sắp tới đây Thì nó chính là những cái cũ Và chúng ta ôn lại các bạn Thì cái bài này sẽ giúp cho các bạn Biết được rằng là bạn nhớ được bao nhiêu chữ Các bạn nha rồi, bạn nhớ được bao nhiêu chữ, ờ, à, cố gắng nha bạn thiên à, thiên ngân nha. Rồi em không cần phải à, à, nói à, gì nha. Rồi à, thầy hiểu là được rồi. Rồi thầy cảm ơn các bạn ủng hộ thầy rất là nhiều trong những thời gian mà thầy khó khăn các bạn. À, cơ bản rằng thầy cũng có những thiếu sót nên là à, cũng có những cái à, tập lưng từ lưa. Và các bạn quản ủng hộ thầy. Đó là một cái niềm rất là vui các bạn. Và thầy sẽ có thêm nhiều động lực để làm thêm các video các bạn. Và sau này thì thầy sẽ còn làm cho các bạn là Craig Cradden nè. Ở Vĩnh Bá nè. Và và Vocabulary nha. Rất nhiều thứ thầy sẽ dự định sau này. Thầy sẽ có thời gian thầy sẽ làm hết. Để hỗ trợ cho các bạn tốt nhất. Câu số 1 các bạn. Thì trong câu số 1 này. Ở đây thì rõ ràng các bạn sẽ sử dụng một cái adjective ha. Và đây chính là cái từ... Ờ uh, dài dòng các bạn nha rồi bạn nào dùng cái từ là lengthy thầy xin chúc mừng nha à, uh, đi các bạn uh, rồi à, dài dòng nha rồi thì uh, cái bài báo của bạn thì rất là dài dòng các bạn rồi có lẽ bạn làm cái đoạn văn này nè nó ngắn hơn xíu à, uh, bạn đừng có dùng cái từ là đi các bạn nha rồi đi thầy uh, đã chọn được một cái cuốn sách vịnh uh, bá rồi xong desk c một c hai thầy sẽ tới hướng dẫn vịnh bá các bạn và rất nhiều thứ sau này thầy sẽ làm trên kênh Youtube này. Thì nó sẽ là một cái thử thách khó khăn. Nhưng vấn đề này không thể nào khắc phục được các bạn ha. Rồi từ này chúng ta gặp khá nhiều luôn các bạn. Đây chính là multiple các bạn nha. Bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng. Rồi thầy xin chúc mừng bạn Tom, bạn Cát Lâm, bạn Phạm Max nha. Bạn Thanh Xuân bạn Trần Linh nha rồi và vân vân rồi thầy chào Trần Linh thầy chào tất cả các bạn nha à, các bạn chuẩn bị có cái kỳ thi sinh giỏi các bạn phải cần phải tự tin các bạn tự tin lên cố gắng hết sức mình à, cứ thi à, rồi về à, chúng ta sẽ có những cái kế hoạch khác cho tương lai và nếu không đậu thì chúng ta xem đó như là những cái trải nghiệm và chúng ta tiếp tục cố gắng cho những cái lần sau các bạn nha thi được hay không được là chuyện rất bình thường à, thầy chúc các bạn may mắn nếu không được thì xem như là một cái bài học kinh nghiệm là quan sát đề thi cần yêu cầu những gì và về nhà các bạn sẽ à, đi theo những cái hướng đó nha câu số 3 các bạn bộ phim này à, chán không thể diễn tả được các bạn rồi chán không thể nào diễn tả được một số bạn chọn cái từ là speechless nè rồi speechless các bạn à, có nghĩa rằng à, không nói nên lời ha à, không phù hợp về nghĩa các bạn nha ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy là không diễn tả được các bạn ở cái kia có nghĩa là cái người nào đó mà rất là ngạc nhiên không nói được luôn còn đây chính là bạn sử dụng cho thầy chính là không diễn tả được cái sự chán của nó và ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là một cái trạng từ nha thầy chúc mừng bạn nào mà unspeakably nha rồi rất nhiều bạn là unspeakably và một số bạn thì nhầm một chút xíu nếu bạn sử dụng speakless thì bạn phải sử dụng là speaklessly nhưng cái chữ đó nó mang ý nghĩa là bạn sửng sốt bạn À, có cái chuyện sốc gì đó bạn không nói được ha rồi còn đây chính là chán mà không diễn tả được luôn rồi không thế nào thốt có được luôn rồi câu tiếp theo các bạn thì chúng tôi có một cái vấn đề nghiêm trọng với soi gì đó trong một trong những cánh đồng của chúng tôi thì đây chắc chắn là một cái danh từ ha rồi phần word form trước đó thầy đã tổng hợp tài liệu cho các bạn rất là đầy đủ các bạn nha rồi, tí thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tải nè. Bạn nào Erosion, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, Trần Xuân, bạn Tom, bạn Ngọc Linh, bạn Cát Lâm. À, rất nhiều bạn nha. Rồi, Trần Lâm, vân vân nè. À, Tom nữa luôn. Rồi, tiếp các bạn. Tom nữa luôn. Rồi, đúng rồi. À, đó là thương hiệu của Tom đó ha. Câu số 5 các bạn. Thì cái bài báo này cho chúng ta một cái gì đó miễn phí, khổng lồ, đáng kể các bạn. Thì ý câu này nói rằng bài báo sẽ cho một cái danh từ và danh từ đó nó mang ý nghĩa là sự quảng cáo các bạn nha là sự được mọi người biết đến rồi tự nhiên bài báo viết cái ai cũng biết luôn tự nhiên giờ thầy đọc mở báo ra thầy thấy là gì đó bồng lai like, cái gì bồng lai like, quên mất tiêu rồi năm chú tiểu các bạn rồi à, tự nhiên báo đăng hay gì đó tự nhiên giờ nó nổi tiếng thầy thầy đọc thấy luôn ví dụ vậy câu tiếp theo các bạn nha rồi à, bạn có nghĩ rằng bạn có cái năng lực vì đó cái mà làm cho bạn trở thành một ngôi sao thì chỗ này chắc chắn rằng các bạn sẽ cần một cái tính từ các bạn các bạn sẽ cần một cái tính từ đây chính là inclusive các bạn nè một cái năng lực à, khó nắm bắt à, khó hiểu khó giải thích rồi một cái năng lực đặc biệt để làm cho bạn thành một cái ngôi sao nha rồi chúc mừng bạn à, ngọc linh trần linh à, vân vân nha rồi tom nè phạm max nè à, bạn thanh xuân nha à, các lâm và vân vân thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn thì tôi gọi cho cái số của Bob thay vì số của Ken vì vậy tôi rất là ngạc nhiên khi mà Bob trả lời thì tôi gọi số của Bob thay vì số của Ken vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi Bob trả lời thì ở đây bạn có cái từ Intention các bạn thì cố ý thì bạn có cái từ intentionally các bạn nè rồi ở đây chính là cố ý các bạn nha Đây chính là địa lý Mà nếu mà cố ý thì chả có gì ngạc nhiên hết các bạn Thì đây chắc chắn sẽ là Vô ý Vô tình các bạn nha Rồi bạn nào mà ơn thầy xin chúc mừng nha à, Chúc mừng bạn Đức Anh ha Rồi Đức Anh, Ngọc Linh, Phạm Mắc, Trần Xuân, Cát Lâm à, Vân vân nha Rồi và vân vân à, Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Rồi Hoàng Bùi và vân vân nha Rồi Thanh Xuân à, Câu số 8 các bạn Khi nào là cái mới nhất của cái từ điển này được xuất bản các bạn thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy là một cái danh từ các bạn thì đây chính là uh, ấn bản hoặc là phiên bản và chúng ta sẽ không có dùng cái từ là editor ha hoặc là cái từ là editorial editorial uh, mang ý nghĩa là uh, thuộc về biên tập hoặc là vân vân thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là edition các bạn nha rồi đây chính là ấn bản các bạn dạng như là version là version của uh, máy móc vân vân. Rồi chúng ta đã xong cái phần word form các bạn nè Rồi chúng ta đã xong cái phần word form. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần viết câu các bạn nha. Thì những cái phần viết câu ở trong sách net của chúng ta để làm tốt bắt buộc các bạn phải nhớ nhiều collocation, nhớ nhiều idiom các bạn. Thầy ví dụ như đây chính là cái từ stick các bạn nè Rồi đây chính là cái từ stick ha. Thì ở đây là unit 10 các bạn nè Thì unit 10 này thầy tổng hợp cho các bạn từ vựng Uh, diễn tả cho các bạn một mớ luôn ha Rồi cụm động từ và collocation location một đống luôn Và tiếp tục là sẽ tới là Cái uh, Đây các bạn Đây uh, Cái này gọi là cái idiom các bạn Đây bạn có get the wrong end of the stick nè Là cái câu đầu tiên Đó Còn tí nữa bạn sẽ có Viết một cái câu tiếp theo Là keep under your head nè Giữ bí mật nè Đó Vấn đề của bạn là bạn phải học Và bạn phải cố gắng phải nhớ các bạn nha Thì đây chính là những cái tài liệu À, nó nằm ở trong những cái quyển sách mà nếu bạn tải á, à, nếu bạn tải thì nó sẽ là những quyển sách này các bạn nha. Rồi đây chờ thầy chút xíu thầy sẽ uh, uh, đây các bạn chờ chút xíu thì nó chính là trong cái tài liệu này nha. Rồi nó tài liệu này. Bởi vì một số bạn cứ liên tục hỏi thầy à, lâu lâu các bạn mới các bạn lâu lâu các bạn mới biết tới thầy á. Đây nè B 1 nè B 2 C một C 2 thầy đã hướng dẫn đầy đủ nha. Rồi tí thầy sẽ hướng dẫn cách bạn cách tải sao. Khó, khó mua một, một, một hết cái phần viết câu Rồi câu này các bạn Tôi nghĩ rằng bạn hiểu nhầm Kevin cẩn thận cho thầy nha Thì trong câu này bạn có misunderstood các bạn nha Chỗ này nó mang ý nghĩa là quá khứ Thì hiện tại bạn uh, Bạn nghĩ cái chuyện trong quá khứ các bạn Thì tôi nghĩ rằng bạn uh, Bạn uh, chắc hẳn uh, Đã các bạn nha Có nghĩa rằng bạn suy luận quá khứ Và đây chính là trường hợp suy luận quá khứ 100% các bạn là chắc chắn á thì chỗ này, uh, tôi nghĩ rằng bạn chắc hẳn đã gót các bạn nè. Rồi, theo cái idem của chúng ta chính là the uh, wrong end nha. Rồi, off nè. Uh, the stick. Rồi, đó. Hiểu nhầm, hiểu sai. Vấn đề, uh, thầy chúc mừng bạn Ngọc Linh, bạn Tom nha, bạn Thanh Xuân nha uh, Bạn Trần Xuân Phạm Mắc nha, bạn Thiên Kim nha. Nhớ đúng cho thầy là hết gót nha. Rồi, Trần Linh nè, uh, bạn uh, bạn Ân nhớ thầy chỗ này nè bạn nào không có hai chữ này là có chừng đó nha sai đấy các bạn bởi vì chỗ này là thì quá khứ nè phải cẩn thận chi tiết các bạn cẩn thận chi tiết rồi chúc mừng ngọc nha rồi chúc mừng ngọc Ờ à, ngọc chúng ta sẽ qua câu số 10 các bạn thì đây cũng là cái idiom của bài số 10 mà thầy hồi nãy thầy mới show ra cho các bạn á vui lòng đừng nói với ai nhưng mà tôi đang nộp đơn từ chức vào buổi chiều ngày hôm nay thì đây chính là idiom kiếp các bạn nè rồi kiếp ha Uh, something. something trong trường hợp này là một cái chuyện nào đó nên chúng ta dùng ít các bạn nha rồi ở đây thầy dùng ít nha rồi under do uh, hết các bạn nha do uh, hết là giữ bí mật thì chỗ này bạn có cái chữ này là hết nè đây chính là wood hoặc là hết thì ở chỗ này thầy sẽ thêm vào cái từ là better các bạn để mang ý nghĩa là bạn nên rồi bạn nên cộng với một để cho nó bằng suốt để mang ý nghĩa là khuyên bảo bạn nha. Bạn nên giữ nó bí mật nhưng tôi đang nộp đơn xin từ chức các bạn nha. Rồi phải học thuộc đó các bạn. À, chúc mừng bạn Ngọc, bạn Thanh Xuân, bạn Thiên Kim nha. Phạm Học, bạn Ngọc Linh. À, trời thầy chào Trần Linh nha. Rồi thầy chào Trần Linh. Rồi các Lâm chuẩn luôn. À, và vân vân nha. Câu số 11 các bạn. Thì có một vài cái sự thay đổi ở đây thì bạn có see what i mean, rồi bạn có hiểu cái mà tôi nói không? Rồi bạn có hiểu cái mà tôi nói không? Thì đây chính là uh, một cái một cái collocation các bạn và các bạn có collocation ở đây là cái từ catch hoặc là cái từ get các bạn nha. Rồi catch nè, hoặc là get nè. Uh, someone ở đây có nghĩa là my. Rồi my trip các bạn. Học thuộc nha. Rồi thì thấy các bạn đều đúng hết đó pháp thuộc đó các bạn rồi đây có phải là bài unit uh, 10 hay không để thầy xem nha rồi để thầy xem có phải unit 10 không đó bạn thấy không đây nè đó guest là guest uh, somebody trip nè rồi nó là idiom chứ không phải là collocation các bạn rồi thỉnh thoảng thầy nhầm collocation và idiom câu số 12 các bạn uh, nó bằng với cái cụm từ này các bạn nha rồi nó bằng với cụm từ này thì tôi không về nhà trễ vì vậy cha tôi không buồn thì chỗ đây bạn thấy nè, nếu tôi về nhà trễ, có nghĩa rằng tôi nè à, sẽ bị tra, cha tôi quở trách, quở mắng nếu tôi về nhà trễ, nhưng mà người ta cho các bạn từ books, thì chúng ta sẽ sử dụng idiom là uh, in someone good hoặc là bad book các bạn nha. Rồi, thì đây chính là if loại 3 và các bạn sẽ viết cho thầy đúng if loại 3 nha. Đây chính là would nè cộng have nè cộng v3. V3 ở đây là một cái từ độc lập là từ pin nha các bạn, một cái từ gọi là chúng ta hay sử dụng á. Ở trong đây chính là in. À, theo như trong bài thì tôi sẽ trong quyển sách xấu à, của cha của tôi có nghĩa rằng cha của tôi sẽ quở trách tôi nếu như tôi về nhà trẻ các bạn nha. Rồi ngược với nó là good books các bạn nha. Rồi chúc mừng rất nhiều bạn đã chuẩn câu này luôn. Rất nhiều bạn ha, xuất sắc câu này. Câu số 13 lại là một cái idiom các bạn lại là một cái idiom thì nó là một cái ý tưởng tồi tệ để mà đến một cách không mong chờ mà không có gọi trước thì ở đây người ta đang kiểm tra chúng ta unexpectedly nó bằng với cụm từ gì các bạn ở đây tôi cho các bạn cái từ là blue của các bạn thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy là out of the blue các bạn nha rồi có nghĩa là đột ngột à, không mong đợi nhưng câu này có chừng sai các bạn nha Chỗ này thì quá khứ các bạn nè Chỗ này thì quá khứ Thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy Nhẽ ra uh, Không nên Rồi rồi bạn nhẽ ra không nên các bạn nha Thì đây chính là have cộng v3 Rồi bạn uh, Đây chính là v3 là turn nè Up out of the blue uh, Without calling first Bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha Rồi bạn thiên kim phạm max storm nè Thanh xuân các lâm trần Linh ngọc linh chuẩn luôn À, và vân vân nha. Rồi và vân vân. Thầy sẽ qua câu tiếp theo, câu số 14. Thì thật vậy, tôi muốn trở thành một nhà chính trị khi tôi còn trẻ, nhưng sau đó tôi thay đổi ý định của tôi. Tôi muốn trở thành một nhà chính trị khi tôi còn trẻ, bạn thấy rằng nguyên cái cụm từ này các bạn nè, thì nó chính là cái cụm từ này nha. Rồi nó chính là cụm từ này các bạn. Đây. Và bạn cũng để ý thấy rằng cái khúc phía sau nè, nó cũng y chang Vậy thì cái từ actually đây nó sẽ bằng với cái collocation của cái từ happen chính là chính là gì các bạn? Chính là s it a happen các bạn nha. Rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng. Thì thật sự tôi muốn trở thành cái người này nhưng mà sau đó tôi thay đổi ý tưởng của mình. Rồi ý kiến của mình các bạn. Rồi xong. Thầy sẽ qua câu số 15 thì bạn có tình cờ đây chính là tình cờ các bạn nha rồi bạn có từ happen đây chính là tình cờ các bạn thì bạn có tình cờ để biết cái mà sẽ chiếu ở trên bộ phim vào tối nay không thì happen này nó cũng mang nghĩa là bạn có biết được là cái gì sẽ chiếu ở trong cái phim hôm nay không thì chỗ này bạn có tới cái từ đu các bạn nha và chỗ này bạn có đã có v 1 thì cái vị trí mà các bạn sẽ điền ở chỗ này á chắc chắn nó sẽ là một cái trạng từ các bạn nha nó sẽ là một cái adverb và adverb của chúng ta ở đây các bạn là ba chữ các bạn nha đây chính là by uh, any chance các bạn nha rồi nó cũng mang ý nghĩa tương tự là bạn có uh, tình cờ biết được hoặc là bạn có cái khả năng uh, ngẫu nhiên là biết được cái chuyện đó nha rồi xong uh, chúc mừng các lâm trần linh uh, hạnh dung nha ngọc nha rồi uh, thanh xuân phạm Mắc và vân vân nha rồi thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn thầy sẽ qua câu số 16. sáu thì nó có lẽ rất cao rằng tôi sẽ trễ nếu tình huống này không thay đổi các bạn rồi không thay đổi thì ở đây các bạn sẽ học là cái uh, cái cách nói có khả năng rồi có rất nhiều cái cách nói uh, có khả năng các bạn nha nếu như người ta cho các bạn cái từ là dare bạn và ở đây ta cho các bạn cái từ là every nha thì chỗ này à uh, bạn sẽ có tới ba uh, chữ để sử dụng các bạn nha Chữ đầu tiên là bạn có cái từ trans nè. Uh, như collocation của chúng ta các bạn. Một là trans. Hai là livelihood các bạn nha. Còn ba là bạn có cái từ là c uh, si các bạn nè. Rồi ability. Uh, li Và bạn có những cái cách nói khác các bạn nha. Là in-on livelihood. Hoặc là in-on probability. Uh, những cái cách đó thì bạn xem trong cái quyển này nha. Rồi. Thì ở đây người ta cho cái từ death thì thầy sẽ sử dụng như thế này. Thì có mọi... À, có cái khả năng rằng tôi sẽ trẻ các bạn rồi i will i will be late rồi à, nếu tình huống không thay đổi thì chỗ đây thầy sẽ sử dụng là unless các bạn nha rồi đó unless bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi hầu hết các bạn đều rất là xuất sắc nha à, rồi đúng rồi bạn nào mà viết chỗ này từ dash cũng được luôn rồi bạn viết từ dash đây cũng được luôn nha rồi dash cũng được luôn À cũng đúng luôn nha. Thầy sẽ qua phần C các bạn. Rồi trước khi qua phần C thì thầy sẽ hướng dẫn bạn cách tải tài liệu chút xíu nha, bởi vì có nhiều bạn à, hay hỏi thầy. Thì tóm lại rằng bạn vào Google, bạn đánh là học với Auto Channel nha. Rồi đây, bạn enter cái nè. Sau đó bạn click vào cái Facebook nè. Rồi bạn click vào cái cover nè. Ở bên đây có bao nhiêu comment bạn show ra hết nè. Đó tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia tầm lum hết B1, B2, một mới trên đây luôn nè. Rồi đó. Uh, bao nhiêu comment show đã hết tải nha đó tải hết và trong quá trình học á bạn không hiểu á uh, thỉnh thoảng bạn kéo xuống nè bạn kéo xuống thỉnh thỉnh thoảng thầy có cập nhật đây nè đó đây nè tải không được thì vào đây nè đây comment nè show đã hết đi nè ba cái link nè tải các bạn nè đó và trong quá trình học thì bạn không hiểu thì uh, bạn có thể tham gia cái nhóm này nha cái nhóm này bạn có thể hỏi bài các anh chị trong đây rất là nhiệt tình các bạn rất nhiệt tình rất xuất sắc luôn rồi rất nhiệt tình xuất sắc luôn các bạn đó cái nhóm này ở đây nhiều bạn uh, hỏi bài các bạn đây, một mớ bạn hỏi bài luôn Rồi, trong đây một nhớ bạn hỏi bài luôn các bạn ở bạn tham gia cái nhóm này nha Thì uh, vào đây đăng bài các bạn Và các anh chị sẽ hỗ trợ cho các bạn nha Rồi, rồi, xong các bạn Đó là cách tải tài liệu nha Thì bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp tục học cái phần này các bạn nha Thì đây chính là một từ ba câu các bạn nha Rồi, đây một từ ba câu Thì câu đầu tiên Một ai đó nên gì đó into Adam rồi bạn nào mà để ý thấy uh, cái cấu trúc của chúng ta đó uh, cái gì đó send nè, cái gì đó gì đó nè, sen uh, send into nè. Uh, bạn đã học rồi bạn đó sẽ sẽ nhớ được liền luôn. Và bạn nào biết được cái từ là over nè. Đây, over các bạn. Thấy được cái từ in uh, send into nè. ờ uh, someone nè, đây tính là over nè. Và bạn hiểu được cái gì đó đi background mà hợp nghĩa với câu này nha. Thì mẹ tôi không cho phép tôi đi đến cái uh, cái uh, Festival các bạn ha Lễ hội nhạc rock Nhưng tôi cố gắng để Ôi nếu bạn biết Chỗ này chính là Talk around Hoặc là talk into Hoặc là talk down Các bạn ha Rồi Hoặc là bring around Là thuyết phục Thì bạn sẽ làm được câu này Và từ câu này Thì bạn suy ra được Chỗ này chính là Discuss các bạn nha Đây chính là Talk over các bạn nè Và chỗ này chính là à, Nói à, à, Một cách là Khéo léo à, Thuyết phục Các bạn nha Rồi Thuyết phục một cách À, khéo léo, à, một cách có có ý nghĩa. Rồi, Adam, một ai đó nên nói chuyện với Adam một cách à, có lý lẽ. Rồi, ý là vậy nha. Thầy sẽ qua câu số 18 các bạn nha. Thì trong câu số 18 này, ở đây thì bạn có cái từ là à, is time và có cái từ là out nè Rồi, is time out. Đó, bạn nào để ý thấy chữ nào đi với out. À, một số bạn cảm thấy câu này nó dễ hơn do à, mai à, bởi vì bạn đã học được cái khúc này rồi còn chỗ này là so tu uh, gì đó nè thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là cái từ speak các bạn nha rồi đây chính là speak uh, trong cái bài chúng ta đã học uh, speak your mind các bạn có nghĩa rằng bạn nói trực tiếp ra một cách trực tiếp ra thì đã đến lúc mà bạn phải thể hiện uh, nói giọng dạc thể hiện các bạn nha rồi thể hiện uh, chống lại cái cuộc tấn công với mà cái sự tự do về công dân rồi còn ở đây các bạn là so tu thì sếp đã cho robert một cái thẻ vàng có thể nói là vậy các bạn nha rồi chỗ này chính là so tu speak các bạn học thuộc các bạn nha chứ uh, chúng ta chả có cách nào đâu các bạn đây chính là collocation của unit 10 các bạn nha rồi đây chính là collocation của uh, unit 10 nha đó các bạn có cái từ speak nè một mớ luôn nè mớ luôn cần học thuộc các bạn nha rồi, xong. Thầy sẽ qua câu số 19. Thì câu số 19 này cũng collocation của unit 10 luôn nha. Rồi rất nhiều bạn đã làm đúng nha. Rồi các Lâm Ngọc Linh nè, Phạm Max, uh, Thiên Kim nha. Trần Linh Tom. Rồi, Thanh Xuân, Ngọc. Rồi thầy sẽ qua câu số 19. Hãy làm nó bay gì đó và bạn sẽ không sai. Uh, họ nên uh, nhốt anh ta và ném đi cái chìa khóa là nhốt mãi mãi bạn. Nhốt mãi mãi luôn Thì tôi luôn luôn biết rằng Freda đang suy nghĩ gì Tôi có thể đọc cô ấy như một oh, Câu này dễ nhất các bạn Cô location Đọc Read someone like a book Là hiểu Thấu Thấu một ai đó các bạn nha Và ở đây bạn có In my book các bạn nha rồi In my book Thì chính là In my opinion In my opinion các bạn ha Opinion Thầy đã ghi cho các bạn Trong tài liệu rồi đó các bạn nha còn chỗ này thì do it by the book Có nghĩa là tuân theo luật các bạn nha Rồi, đây chính là uh, Comply with uh, regulation này các bạn Có nghĩa là tuân theo luật nè Rồi, xong Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Chắc chắn là được rồi bạn Thanh Xuân nha Em thấy rằng các bài đọc hiểu Người ta hay dùng collocation đó em Em càng dùng được thì em sẽ được đạt điểm rất là cao nha Bởi vì dùng được nó có nghĩa rằng Trình độ của em ở mức độ thượng thừa nha thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn thì trong câu số 20 tại sao bạn thắt cái gì để ọp cái mà chúng tôi nghĩ các bạn rồi đây chỉ là thắt ọp cái gì là chúng tôi nghĩ nha bạn là nhảy phát ra luôn các bạn à, còn bạn nào thấy cái từ folder à, không có ai được phép để vào nhà cho đến cái gì đó folder bạn nào có nhảy phát ra luôn còn họ chỉ cho chúng tôi gì đó 2 giờ trước khi họ bắt đầu à, à, đào Uh, cái uh, mảnh cỏ các bạn nha Rồi đào sân vườn Thì chỗ này các bạn Chỗ này chính là chú ý tới các bạn Tại sao bạn không bao giờ take notice of các bạn nha Notice of Còn đây chính là thông báo trong 2 giờ các bạn nha Rồi nó có hết trong tài liệu đó các bạn Ở uh, đây chính là notice of nha Còn chỗ này chính là thông báo tiếp theo Đây chính là notice luôn rồi bạn nào notice là đúng nha Rồi các bạn làm rất là nhanh luôn Ngọc Linh tới câu số 21 luôn rồi à, à, Thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha Câu số 21 Thì Johnson in the lead from the gì đó các bạn nha Thì chỗ này học thuộc các bạn nha Collocation unit 10 Đó à, uh, Have a kid gì đó Someone các bạn nha Rồi uh, have a kid someone nha Còn chỗ này các bạn Chỗ này thì gì đó của mouth À, chúng ta biết rằng cái quảng cáo truyền miệng là cái quảng cáo hay nhất đó các bạn à, Chả thèm quảng cáo nhưng bạn này nói bạn kia, bạn kia nói bạn nọ Thì chỗ này bạn có from the uh, uh, world các bạn nha uh, Go có nghĩa là từ lúc bắt đầu các bạn nha Rồi đây chính là từ lúc bắt đầu Còn chỗ này có nghĩa rằng nói chuyện với ai đó một chút xíu nha Rồi chút xíu, à, đặc biệt là khi mà cảm thấy họ đang bận các bạn Còn chỗ này chính là truyền miệng các bạn rồi có nghĩa người này nói người kia Vân vân nha Rồi chúc mừng rất nhiều bạn luôn Ngọc Linh, Cát Lâm, Phạm Max, Thiên Kim, Trần Linh à, Thanh Xuân nè, Tom nè Rồi vân vân nha Rồi vân vân Thầy sẽ qua câu số 22 Mọi người xứng đáng một cái gì đó Thứ hai Thì tôi tình cờ gặp Julie Ba cái gì đó các bạn nè à, Đây chính là Tiệm thuốc gì đó vân vân Thì không đủ người để mà ghép gì đó Sống ở trong một cái uh, đất nước uh, ngoại quốc Thì trong câu đầu tiên các bạn chọn cho thầy là cái từ trans các bạn nha Rồi, ai cũng xứng đáng cơ hội thứ hai Thì đây chính là gặp ngẫu nhiên, gặp tình cờ các bạn nha Còn chỗ này, không có ai get the chance to do something các bạn Get the chance to do something Chính là có cơ hội để sống ở nước ngoài Rồi, uh, toàn là idiom câu tiếp theo câu số 23 thì cái người cái người mà chơi trong cái vòng chung kết các bạn Ờ à, không phải vòng chung kết vòng đầu rồi vòng 1 thì cái người cái người mà chơi trong cái vòng đầu phụ thuộc vào đờ cái gì đó ọc đợt trò các bạn nè đây bạn nào mà nhanh nhẹn biết ngay cái idiom này thì chả có gì phải nói nữa hết ha thì tìm kiếm một cái căn hộ nhỏ ờ à, thì cái gì đó các bạn nè rồi thì một ít gì đó nè cũng colocation luôn thì bạn thì in cái gì đó nè chúng tôi chỉ còn lại một cái thôi bạn có in cái gì đó thì chỗ này bạn chọn cái thầy là the luck of the draw các bạn nha rồi the luck of the draw các bạn rồi nó mang ý nghĩa là à, may mắn ha là phụ thuộc vào cái sự may mắn hoặc là phụ thuộc vào số phận phụ thuộc vào định mệnh các bạn còn chỗ này tìm kiếm một cái căn hộ rẻ là một ít may mắn các bạn nha rồi một ít Uh, 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 may mắn hoặc là một ít hơn còn chỗ này thì bạn hơn á bạn may mắn á chúng tôi chỉ còn một thôi rồi phan hằng chuẩn rồi tom chuẩn luôn à, uh, thiên kim ngọc chuẩn luôn bạn đường hy vọng chuẩn luôn phạm mắc xuất sắc luôn trần luôn xuất sắc các lâm chuẩn luôn trần linh ngọc linh chuẩn luôn rồi à, uh, câu số 24 các bạn thì chúng bạn muốn để mà mượn chiếc xe vào tối nay và một ít tiền bạn đang gì đó gì đó của bạn nè, rồi bạn đang gì đó của bạn Thì à, tôi off my jam Rồi tôi thì hết cái kỳ thi của tôi rồi uh, With me uh, cái gì đó nè Rồi tôi sắp sửa hết cái kỳ thi của tôi rồi uh, Chúc tôi gì đó các bạn nè Thì S cái gì đó nè Hãy đi vào trong thị trấn At the same time Lee đi vào trong thị, thị trấn cùng thời điểm với tôi Thì ở trong câu này các bạn Chúng ta có cái Uh, Co-location là put someone luck Các bạn nha Thì đừng có làm chuyện dại dột Bạn muốn mượn xe Rồi bạn muốn mượn tiền Bạn đang làm chuyện dại dột Có nghĩa rằng nhiều quá tôi trả cho bạn mượn luôn Thì chỗ này chúc ai đó may mắn các bạn nha Còn cái khúc này Đây các bạn Nếu uh, vì may mắn xảy ra Rồi nếu may mắn xảy ra Thì đây chính là as luck would have it ha. Rồi xong luôn Chúng ta sẽ qua con số 25 các bạn thì tôi không phải là một cái người rất là aggressive có nghĩa rằng một cái người rất là hung hăng ba gì đó các bạn thì sử dụng một cái máy tính là second gì đó nha rồi đầu tiên là cái từ second ở đây chính là cái từ bài. rồi collocation bạn bao không bao giờ biết là bạn sẽ ở đây như thế nào bạn ở đâu vào ngày mai nhưng đó chỉ là gì đó của công việc thì cái chữ đầu tiên ở đây bạn chọn cái thầy là nature các bạn nha rồi đây chỉ là nature chúng ta có nature nghĩa là à, về bản chất hoặc là theo tự nhiên thì tôi chả phải là một cái người hung hăng còn ở đây second nature các bạn thì đây chính là bản chất cố hữu các bạn sử dụng một cái máy tính là một cái à, bản chất cố hữu giống như là một bản chất tự nhiên á ờ à, à, tôi cảm thấy rất thoải mái khi sử dụng máy tính ý là vậy còn chỗ này các bạn đây chính là tính chất của công việc các bạn nha rồi đây chính là tính chất của công việc do cái người này là làm việc là bán hàng các bạn rồi là sales ha thì người ta sẽ đi này nọ rất là nhiều rồi chúc mừng tất cả các bạn đều là nature nha thầy sẽ qua câu số 26 thì ép cái gì đó của cái việc mà nghe có vẻ là ngớ ngẩn thì những cái kế toán viên có chứng chỉ thật sự làm chuyện gì thì bạn biết rằng bạn đang đặt sức khỏe của bạn ở cái gì đó, phải không? Thì tôi sắp sửa để mà tag cái gì đó các bạn. Và trả lời câu, trả lời là C. Thì chỗ này, à, câu này dễ nhất các bạn nè. Chỗ này là put something as risk các bạn nha. Có nghĩa rằng à, bạn đang à, gây rủi ro cho cái sức khỏe của bạn. Còn chỗ này tôi sắp sửa để mà chấp nhận rủi ro. Rồi, chấp nhận rủi ro và chọn câu trả lời là C. Rồi, ở chỗ này bạn sẽ chọn cái thầy cái từ là Rick các bạn nha. Rồi, nghe à, có vẻ hơi liều lĩnh là stupid nha. Thì những cái người này thật sự làm cái gì? Thầy sẽ qua câu tiếp theo là câu số 27 các bạn nha. Rồi, 27. Thì trong câu 27 này bạn sẽ điền một từ. Bạn sẽ điền một từ vào wow, chỗ này. Thì đừng có let gì đó mọi người. Rồi, nhưng mà tôi vừa mới trúng vé số. Rồi chúng ta sẽ biết được đây chính là phrasal verb và nó đi với let các bạn nha. Rồi phrasal verb mà nó đi với let các bạn. Các bạn kiếm cho thầy. À, bạn nào mà à, nhớ rồi thì không có gì mà nói hết. Còn nếu bạn nào mà quên á thì lôi cái tài liệu của thầy ra in ra. Đây chính là let on nè. Là để lộ bí mật. Thì bạn sẽ chọn cho thầy là để lộ bí mật nha. on nè. Rồi xong thầy chúc mừng bạn nào on nha, bạn Phan Hằng, bạn uh, uh, Trần Linh và rất nhiều bạn nha. Rồi let on để lộ bí mật. Câu số 28 các bạn thì ngay khi cha về nhà thì Billy gì đó rằng tôi đánh lộn ở trường thì Billy nó buộc miệng các bạn, đây chính là buộc miệng nói ra. Ở đây bạn chọn thầy cái từ ao nha. Ý nói là buộc miệng nói ra. Đây chính là praise verb. Có nghĩa rằng hai anh em chơi với nhau thì phải dặn dặn nhau các bạn, nhưng về nhà nó nói luôn xui xẻo con em như vậy ha Thầy sẽ qua câu số 29 Thì nó tốn tôi một chút thời gian để mà gì đó Sự thật rằng S thì đang Kích các bạn Rồi, à, đang đùa Thì chỗ này các bạn sẽ chọn cái thầy là cast on các bạn nha Rồi, nó chính là understand các bạn ha Rồi, understand Thì nó tốn tôi một chút để hiểu rằng Hiểu cái sự thật rằng thằng à, S này đang Đang đùa các bạn ha Rồi, đang đùa Câu số 30 thì trong câu số 30 mươi thì uh, the opposition các bạn có nghĩa rằng cái bên đối thủ đó các bạn rồi cái bên phản đối đang cố gắng để mà guess the boy gì đó rằng chính phủ này đã thất bại để mà giảm tội phạm thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là guess the boy across các bạn nha bởi vì nó mang ý nghĩa là thể hiện quan điểm thể hiện ý kiến các bạn rằng uh, chính phủ đang thất bại trong việc giảm tội phạm nha. Rồi xong. Thầy sẽ qua câu số 31. Thì đây chính là cái từ của đề bài số 13 đó các bạn. Ở đây bạn có put các bạn nè. Hoặc là bạn có từ là attribute đó. Hoặc là bạn có cái từ certain đó các bạn. Ờ, à, cái từ ascribe. ha. Thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy là đau tu các bạn nha. Thì cái thành công của bạn được quy cho là cái gì? Được dựa cho cái gì? are uh, something down to có nghĩa là do cái gì quy cho cái gì đó các bạn. Cũng tương tự như là attribute to ấy nha. Rồi chúc mừng Ngọc uh, Thiên Kim các Lâm chuẩn nha. Phạm mắt Trần Linh Phan Hằng nha. Rồi các Lâm vân vân. Thầy sẽ qua câu tiếp theo, câu số 32. Thì chúng tôi thật sự để mà phải kết cái gì đó chi phí từ bây giờ thì chỗ này bạn có cái từ là cut down on hoặc là cut back on các bạn nha. Rồi, cut down on, cut back on là giảm chi tiêu. Ở à, cái này chả phải B C1, C2 nữa các bạn. Cái này các bạn đã học ở desk B1 luôn rồi đó nha. Rồi, phạm max chuẩn luôn. Thầy sẽ qua câu số 33. Thì cái nơi nào mà bạn trans một cái loại tem hiếm như thế này. Ý nói rằng cái nơi nào mà bạn tình cờ gặp các bạn. Ở đây nó cho các bạn cái từ chance. Ở đây bạn sử dụng như thầy từ upon. Thì chữ này nó cũng gần nghĩa với cái từ là bump into. Hoặc là come across, hoặc là run into, hoặc là get into các bạn nha. Tình cờ thấy, tình cờ gặp các bạn. Thì tôi thật sự là gì đó. Tôi gửi cái memo riêng tư. À, memo chính là memo diom các bạn. Có nghĩa rằng cái bản... À... Rồi memo chính là cái bản ghi nhớ à, riêng tư cho giám đốc điều hành thay một à, bài mistake. Có nghĩa rằng tình cờ. Thì chỗ này tôi phạm một cái lỗi lầm nho nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn các bạn thì ở đây bạn chọn thầy là slip up nha rồi lỗi lầm nho nhỏ có thể gây hậu quả lớn chúc mừng các bạn đều up hết nha rồi hạnh dung vân vân nha rồi à, hạnh quân thì nhầm chút xíu thầy sẽ qua câu tiếp theo là câu số 35 các bạn nha thì câu số 35 ở đây bạn có cái từ là politics các bạn nha thì nghĩ tới cho thầy chữ nào sẽ đi với là someone politics các bạn ở đây bạn chọn thầy là câu D nha. Rồi keep someone posted có nghĩa rằng cập nhật tin tức thường xuyên cho một ai đó các bạn nha. Rồi, à, chúng ta sẽ qua câu số 36. Thì bởi vì nó à, not à, chưa lên DVD các bạn, rồi chưa ra đĩa các bạn. Giờ đây chả ai lên DVD nữa các bạn ha. Rất ít này sách chúng ta ngày xưa rồi. Thì chúng ta có lẽ xem nó trên video. À tôi cho là vậy, tôi nghĩ là vậy thì cứ thấy từ might hoặc là cái từ well thì đây chính là điểm ngữ pháp của unit số 11 các bạn nha. Các bạn cứ chọn thầy là might as well hoặc là my well, may well đó các bạn là câu B nha. Rồi chúng ta có lẽ là xem cái phim này. Rồi học thuộc nha. Thì tôi sẽ không bao giờ có sự can đảm để mà tham dự cái show diễn thời trang. Chỗ này chắc chắn rằng nếu không nhờ bạn à uh, if it had not been for hoặc là had it not been for ờ uh, chả có ờ uh, nhưng có từ but các bạn nha. Rồi đây chính là but for you nha. Rồi but for you. Bạn nào but thầy xin chúc mừng nha. Phạm Mắt Thiên Kim Ngọc Linh Tom và rất nhiều bạn nha. Rồi Hạnh Dung, Trần Linh và vân vân. Ờ uh, các Lâm và Ngọc. Câu số 38 các bạn. Thì bạn thấy rằng cái từ had đứng đầu nè. Đây chính là dấu hiệu của cái từ if đây chính là dấu hiệu của yếp loại 3 hoặc yếp loại miss Thì nếu người thợ điện không đến kịp lúc, chúng tôi đã gì đó đêm trước bằng đàn cày các bạn. Rồi, à, có nghĩa là tổ chức buổi tiệc bằng đàn cày. Ồ, à, cũng hay các bạn, cũng hay. Rồi, thì trong câu này, bạn biết rằng đây là yếp loại 3. Thì cái câu này là yếp loại 1 nè. À, bỏ ngay các bạn ha, rồi bỏ ngay. Thì đây cũng yếp loại 1 luôn các bạn nè, rồi cũng bỏ luôn. Thì kiếm cái nào yếp loại 3 các bạn chọn nha Thì wood have cộng v3 Ờ à, đây cũng đúng luôn Đây cũng đúng luôn Nó khác nhau ở chỗ là chỗ này tiếp diễn và chỗ này không tiếp diễn Thì câu này nó chả có liên quan thì tới tiếp diễn hết các bạn ha à, Nó chả có dấu hiệu tiếp diễn các bạn Vì vậy rằng các bạn sẽ chọn thầy là câu C nha Rồi bạn nào chọn câu C thầy xin chúc mừng à, Ngọc ha Phạm Mắc Cát Lam Hạnh Dung Ngọc lên v vân Câu số 39 các bạn thì có quá nhiều gì đó kỹ thuật các bạn nè, Rồi, có quá nhiều kỹ thuật Trong cái sách hướng dẫn này, các bạn đi mua máy móc á, thì các bạn sẽ có cái manual các bạn nha Rồi có cái manual uh, để mà hướng dẫn sử dụng á Thì ở đây thì một số bạn sẽ chọn câu B, đừng có chọn câu B các bạn nha Đây chính là tiếng lóng các bạn, đây chính là tài liệu kỹ thuật Thì ta sẽ không có sử dụng tiếng lóng được các bạn Rồi, mà người ta sẽ sử dụng cái câu A nè, đây chính là những cái thuật ngữ về kỹ thuật bạn nào chọn câu A là đúng nha. Rồi, các lâm chuẩn nè. Thiên kim, phạm mắt, hạnh dung, ngọc linh chuẩn nè. À, Tom xuất sắc luôn. Rồi, câu tiếp theo các bạn. À, còn cái chữ này, thân là lưỡi, chả đúng các bạn ha. Mơ là thân, uh, speech. Rồi, chả phù hợp các bạn. Câu số 40. Đó gì đó cái ngày mà chúng ta đi tới đây. Bởi vì... À, bởi vì trời đang mưa. Ngày đó, không phải nắng. Rồi, bởi vì trời đang mưa. Ngày đó không phải nắng. Các bạn lưu ý cho thầy cái câu này nha. Bạn không được chọn câu A các bạn nha. Bạn không được chọn câu A. Cũng như là bạn sẽ không được chọn cái câu mà là can have cộng V3 nha. Bởi vì chúng ta sẽ không có cái dạng này các bạn nha. Rồi, chúng ta chỉ có một dạng là must have cộng V3. Đây, à bạn chỉ có cái dạng này bạn nhớ cho thầy nha. Rồi bạn từ từ ha. Đây thầy sẽ bỏ nó xuống đây để thầy nhắc các bạn nha các bạn chỉ có cái dạng thế này nha rồi đây các bạn là must nếu như mà bạn suy luận 100 phần trăm là đúng các bạn chính là must have cộng v3 và chắc hẳn đã các bạn còn nếu như bạn còn nếu như bạn suy luận mà ngược với nó các bạn nha rồi ngược với nó các bạn thì bạn sẽ dùng cái thầy cái từ là can't have cộng v3 chứ bạn chả sử dụng cái là must dần nha rồi nhìn như vậy mà nhiều bạn sẽ nhầm nữa các bạn vì vậy thầy bỏ ngay câu A Còn đây chính là nhẽ ra đã nơn Thì nó chả hợp trong nghĩa trong câu này các bạn Còn không cần chuyện trong quá khứ thì chả hợp Ý câu này nói rằng Cái đó không thể nào là cái ngày mà chúng ta đi đến đó Bởi vì cái ngày đó nắng chứ chả có mưa Thì bạn chọn câu B Đây chính là suy luận chắc chắn 50-50 các bạn nha Rồi còn must thì nó sẽ là 100% các bạn nha Còn can't là không 100% luôn Thầy sẽ qua câu số 41 Chúc mừng bạn nào chọn câu B nha rồi tất cả các bạn đều chọn câu B. Rồi thầy sẽ qua câu số 41 các bạn. Thì ở uh, nè, vài bữa nữa thì thầy sẽ hướng dẫn word form và viết câu các bạn nha. Dash thầy sẽ dừng uh, một vài một một một, một hai tuần thầy sẽ hướng dẫn các bạn word form viết câu cho nó xong, hết cái sắp word form, sắp cái viết câu cho nó khỏe người. Nước thì một là một cái nguồn tài nguyên gì đó ở xa mạc các bạn ha. Rồi odd là kỳ cục kỳ lạ số lẻ. À, hỏng đúng các bạn nha. Còn uh, stray là lạc nè, đạn lạc, chả đúng luôn, random ngẫu nhiên cũng chả phù hợp. Ở đây chọn thầy câu D chính là khang hiếm nha. Rồi, câu này các bạn là chọn thầy câu D. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, khang hiếm các bạn. Thì tại sao bạn luôn luôn gì đó lá thâm ngắn? Tóm lại rằng tại sao bạn luôn luôn suối quẩy, tại sao bạn luôn luôn xui xẻo nha. Rồi, tại sao bạn luôn luôn suối quẩy, tại sao sao bạn luôn luôn xui xẻo. Thì ở đây chính là cái idiom bạn chọn cái thầy là câu A nha. Rồi, draw the short straw là suối quẩy, xui xẻo, gặp chuyện phiền phức như là Nobita nha. Rồi, à, chúng ta đã xong cái phần này các bạn. Các buổi tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về word form và phần viết câu. Thầy cảm ơn rất nhiều bạn đã phát biểu rầm rầm nha. Rồi, phát biểu rất nhiệt tình luôn. Ờ, bạn Cát Lâm, bạn Ngọc, bạn Thiên Kim nha, Hạnh Dung nha Phạm Max nha, à, vân vân nha. Rồi, Ngọc Linh, rồi Phan Hằng, Tom ha. Rồi sao mai nè Rồi vân vân nha Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều Thầy sẽ hẹn các bạn vào các buổi tiếp theo Thầy sẽ hướng dẫn các bạn các phần word form cho đủ 1.000 quật form các bạn Chúng ta còn mấy 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 trăm từ nữa là xong Sau đó phần viết câu cho nó xong Rồi để thầy xong cái phần này thầy sẽ qua vĩnh bá cho các bạn nha Còn sau này thầy sẽ còn có nhiều cái hướng dẫn thêm cho các bạn Ở Từ vựng IELTS hay là uh, Cray ha Và một số thứ nữa Rồi thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Thầy sẽ dừng tại đây à, Xin chào và cảm ơn các bạn Rồi thầy bye bye Ngọc Linh bye bye tất cả các bạn nha Rồi thầy sẽ dừng tại đây Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn Bye bye Tom bye bye Ngọc Linh bye bye tất cả các bạn nha Rồi bye bye Ngọc bye bye các Lâm Thầy cảm ơn bạn Ngọc Linh again nha Rồi cảm ơn Ngọc Linh again Rồi bye bye tất cả các bạn nha Rồi bye bye tất cả các bạn rồi, thầy chào Thiên Kim, thầy chào Bảo Định nha Rồi, bye bye Hạnh Dung, bye bye tất cả các bạn Rồi, bye bye Phạm Max luôn Rồi, thầy sẽ dừng tại đây Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha Rồi, uh, bye bye bạn Phan Hằng nha Rồi, uh, thầy sẽ dừng Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn